giờ cuốn sách không chỉ là những cuốn sách như ngày xưa nữa, nó đã thay đổi rất nhiều. Và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn ba vị khách mời rất là đặc biệt để có thể chia sẻ với chúng ta sự thay đổi của sách, sự thay đổi của cách đọc, sự thay đổi của chính người đọc. Dạ vâng, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Lê Thạch là giám đốc của Voi FM. Chào anh Thạch. Dạ vâng, người thứ hai tôi xin giới thiệu chị Hải Ngọc, giám đốc sản xuất của Đinh Tị Book. Vị khách mời thứ ba, anh Nguyễn Xuân Minh đến từ Nhã Nam. Hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện bếp núc của họ. Họ đã làm sách như thế nào, đã đổi mới ra sao. Có lẽ bắt đầu câu chuyện này sẽ là phần chia sẻ từ phía anh Minh đi. Anh hãy nói cho Hồng Minh và khán giả biết rằng Nhã Nam nói riêng và các công ty phát hành sách, những người làm sách nói chung đã và đang làm những gì để những cuốn sách mà chúng ta đang cầm liên tục được đổi mới, liên tục trở nên phong phú và đa dạng hơn. Xin cảm ơn chị Hồng Minh và anh Tiến. Nếu mà chỉ riêng nói về việc sản xuất từ một góc độ của một nhà sản xuất đi, thì tôi thấy có một cái sự thay đổi lớn nhất là sau khi công Việt Nam gia nhập công ước Bern thì các đơn vị xuất bản tư nhân như Nhã Nam hay là Đinh Tị bắt đầu được thành lập và được chính thức hóa và được công nhận. Càng gần đây thì chúng tôi tiến càng nhanh hơn với cái tốc độ xuất bản của thế giới. Thay vì là mình đi theo họ thì bây giờ mình đã tham gia các hội sự sách lớn như là Frankfurt hay London hay Bologna. Ở đó thì người ta sẽ không giới thiệu các cái đầu sách đã bán chạy sẵn mà người ta sẽ luôn luôn giới thiệu những cái đầu sách mà họ tin là sang năm họ sẽ bán chạy. Và tôi tin rằng là với cái sự năng động của các đơn vị xuất bản hiện nay thì sang năm chúng ta sẽ đọc được những cái thứ nhanh ngang ngang với thế giới rồi. Thứ hai là cái xu hướng về áp dụng công nghệ sẽ được đẩy mạnh nhiều hơn. Thứ ba nữa, một cái thay đổi lớn là lực lượng độc giả. Các bạn trẻ hơn, các bạn đọc nhiều hơn, các bạn đọc hay hơn, đọc giỏi hơn và các bạn ý có thể tóm tắt cuốn sách rồi viết những cái bài review rất hay, rất cảm động và làm những cái video TikTok mà có thể lên đến hàng triệu view vì giới thiệu một cuốn sách. Đấy là những cái sự quan sát, sự thay đổi trong việc đọc sách và làm sách mà em quan sát được trong khoảng thời gian mình làm việc. Và Hồng Minh cũng chia sẻ tin vui với anh Tiến cũng như tất cả các quý vị ngồi ở đây. Đấy là sách Việt Nam cũng đã có một cái ngách, tuy là không rộng lắm, một ngách hơi hẹp một chút thôi, cũng đã được chuyển ngữ sang nước ngoài và được mua bản quyền. Bên cạnh một tác phẩm rất là điển hình là Nhật ký trong tù đã từng được dịch ra khoảng tầm hơn 50 thứ tiếng trên thế giới về ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất là đặc biệt của nó, thì nhiều ấn phẩm khác cũng đã được dịch ra các tác phẩm văn học của Việt Nam, bao gồm truyện Kiều, các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp hay là tác phẩm của Lê Lựu chẳng hạn. Và gần đây thì cái cuốn Trang hoang dã gấu dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn rất là nhiều và đã được một cái giải thưởng về tranh minh họa do một cái giải thưởng rất là uy tín của anh trao tặng. Những tín hiệu rất là vui để cái điều mong muốn mà chúng ta đặt ra ở đây đã có tiền lệ và nó sẽ là một cái điều mà dần dần sẽ thành phổ biến hơn để chúng ta chia sẻ với nhau niềm tự hào. Thì ở đây cũng rất là muốn Lê Thạch có thể chia sẻ với quý vị khán giả những câu chuyện liên quan đến sách nói và cả những thông tin nữa liên quan đến thị trường sách nói. Đầu tiên là xin chào anh Tiến và chị Minh. Thật ra với ngành sách nói ở Việt Nam thì nó cũng chỉ mới vừa phát triển gần đây thôi, từ khoảng cuối năm 2018. Và Voice FM thì cũng ra đời cũng khoảng thời gian đó là khoảng năm 2019. Thì trong suốt cái thời gian qua thì có thể nói là thị trường sách nói Việt Nam phát triển rất là nhanh. Theo cái số liệu của Google là có cái sự tìm kiếm đối với sách nói tự gần như là tương tự với sách điện tử. Và đây là một cái xu hướng mà nó tương tự với một số cái nền xuất bản phát triển tương đối như là Hàn Quốc hay là Italia. Thì đó là một cái tín hiệu cũng rất là đáng mừng. Và thật ra mình cũng nghĩ cái đó là cái xu hướng không thể nào đảo ngược được. Và nó rất là phù hợp với các bạn trẻ ở một cái quốc gia đang phát triển. Và rõ ràng là sách nói nó là một cái giải pháp mà ra đời đúng lúc và đúng thời điểm cho các bạn. Tôi rất là cảm ơn Thạch vì một trong cuốn sách mà tôi rất yêu quý và giới thiệu với rất là nhiều doanh nhân, cuốn Think Again, Tái Tư Duy, đã được các bạn làm thành sách nói. Tôi muốn chia sẻ cuốn sách tôi đang làm thì tôi cũng làm theo hình thức là sẽ tương tác được với người đọc. Tức là người đọc có thể quét QR code, có thể vào trong website để chia sẻ những video, những nhận xét, những đánh giá với chính người viết và ngược lại. Thế thì cái cách hình thức đấy mà Đinh Tị đang làm thì các bạn thấy có hiệu quả không?
có tạo ra sự hấp dẫn không, và đặc biệt đối với cả Gen Z và Gen Alpha ngày hôm nay? Qua khoảng 10 năm có những cái quan sát ở trên thị trường và cũng rất là thận trọng với cái việc là nghiên cứu cái tâm lý và hành vi của trẻ nhỏ, thì Đinh Thị mới phát hiện ra là cái sách mà kín chữ như vậy nó không còn phù thuộc, không còn phù hợp với cái lứa tuổi từ 0 đến 6 nữa. Cho nên là quyết định là mình sẽ phải có một cái gì đấy đổi mới. Và sau một thời gian Andy mất độ khoảng 3 năm thì Đinh Thị đã cho ra đời cái dòng sách Tương tác thông minh. Ngoài việc đọc sách thì chúng ta có thể trải nghiệm những cái giác quan khác với cuốn sách đó. Ví dụ như chúng ta có thể nghe sách âm thanh này, chúng ta có thể dùng tay và có những cái tương tác trên chính cái quyển sách đấy. Chúng ta có thể là ngửi mùi hương của cuốn sách đó. Và chúng ta cũng có thể là mang cả một cái rạp chiếu phim vào trong nhà, biến những cái hình ảnh nhỏ nhỏ ở trong cuốn sách có thể phóng đại lên khoảng gấp 10 đến 15 lần ở trên trần nhà hoặc trên tường nhà, và thậm chí là những cái hình ảnh đó là còn có màu. Cùng với đó là chúng ta sẽ nghe audio của cái cuốn sách đó, và chúng tôi có thể đưa vào đó những cái tiếng giao của người Việt Nam. Ví dụ như là ai bánh mì nóng giòn đây thì chúng ta không thể tìm được ở trong những cái cuốn sách nước ngoài. Chúng tôi đã đưa những cái rất là Việt Nam, rất là gần gũi, đúng rồi, vào trong những cái cuốn sách của chúng tôi dành cho thiếu nhi. Khi mà nghe chị Ngọc chị chia sẻ thì Hồng Minh nghĩ rằng là chúng ta cần định nghĩa lại sách nó khác đi. Sách đôi khi nó không phải chỉ câu chuyện cầm để đọc nữa, mà nó như một sự trải nghiệm tất cả các giác quan, trí tuệ và cảm xúc. Nó thực sự là một người bạn để chúng ta có thể nói chuyện vui buồn và khám phá với nhau ở trong đó, đúng không ạ? Thế còn với sách nói thì như thế nào? Chỉ có giọng nói thôi, các bạn sẽ làm như thế nào để sách nói có thể hấp dẫn đối với những thính giả của mình? Bên cạnh cái việc là sử dụng hình thức âm thanh thì sẽ còn với VoiceFM thì còn ứng dụng công nghệ nữa. Thì với công nghệ thì nó sẽ giúp cho người ta rất là nhiều thứ. Tức là ví dụ như các bạn nghĩ là khi mà các bạn đọc sách thì các bạn có một cái thẻ, các bạn đánh dấu đoạn đọc tới đâu. Còn bây giờ với sách nói các bạn nghe tới đâu nó tự động đánh dấu, lần sau các bạn mở lên đúng cái đoạn đấy. Hoặc là các bạn có thể hẹn giờ nghe, lỡ ngủ quên á, thì nó có thể tự động nhắc lần sau mở lên nghe lại, nghe tiếp không bỏ lỡ gì cả. Hoặc là bây giờ đã có những cái thuật toán thông minh, tại vì bây giờ thật ra là các bạn hồi trước á, ở lứa tuổi của mình á, thì bị một vấn đề là ít sách quá, không có thèm. Bây giờ các bạn nhiều quá không biết chọn gì, thì bây giờ công nghệ, những cái thuật toán thông minh nó sẽ gợi ý cho các bạn tùy theo nhu cầu. Thì đó là những cái công nghệ nó hỗ trợ cho mình để mà cái hình thức này nó trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì bản chất sản phẩm cũng sẽ có những cái điểm để mà thu hút gọi là thính giả. Ví dụ như là tác giả tự đọc tác phẩm. Ví dụ gần đây có anh Hồ Huy Sơn thì đọc lại một loạt ba tác phẩm dành cho thiếu nhi của ảnh. Hoặc là những cái người nổi tiếng, ví dụ như là quyển Mắt Biếc của bác Nguyễn Nhật Ánh, thì người được thể hiện là Phạm Đình Thái Ngân, là một bạn là lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong phim Mắt Biếc luôn. Thì đó là những cái mà khiến cho những cái quyển sách nó trở nên hấp dẫn hơn. Chúng tôi đang làm những cuốn sách mà có thể tương tác trực tiếp được. Tức là mỗi một cuốn sách thì sẽ có một cái con voice chat, các bạn có thể hỏi trực tiếp, có thể nó yêu cầu nó kể lại, yêu cầu nó tóm tắt, yêu cầu nó nhấn mạnh, hoặc thậm chí yêu cầu nó mở rộng ra khỏi cuốn sách đấy. Rõ ràng là trên cái hành trình đổi mới thì những người làm sách luôn có cái câu chuyện là đi học hỏi kinh nghiệm của nước bạn, tìm xem sự phù hợp với văn hóa nước mình. Nhưng không phải như thế là đã thành công, là cả quá trình thử sai để cuối cùng xem cái gì là cái có thể phù hợp nhất và tối ưu nhất. Thì xin mời Ngọc có thể chia sẻ thêm cái hành trình mà những người làm sách như các bạn đã nỗ lực để cuối cùng mang tới những cái sáng tạo rất là ý nghĩa cho độc giả. Cảm ơn chị Minh. Cái đặc thù của Đinh Tị là sách thiếu nhi thì cái quan trọng nhất khi mà xuất bản đấy là cái tính chính xác và cái sự an toàn. Có những cái sản phẩm mà chúng tôi đưa nhiều, chúng tôi tích hợp nhiều cái tương tác vào trong một cuốn sách thì chúng tôi có thể mất đến vài năm là chuyện bình thường. Chưa kể đến cái việc là có những cái chi tiết ở trong cái dòng sách của chúng tôi mà chúng ta không thể nào mà làm bằng máy được. Chúng tôi phải làm thủ công. Như anh Minh thì anh làm cho người lớn thì có những cái khó khăn riêng. Còn chúng tôi làm sách cho thiếu nhi thì nó có những cái đặc thù rất là riêng. Rất là chia sẻ với chị Ngọc về cái việc R&D sản phẩm và sản xuất. Vì chúng tôi cũng có xuất bản một số sách thiếu nhi và cũng có áp dụng một số thứ ví dụ như là pop-up hay là sách dựng hình.
thì việc làm những cái sản phẩm đấy thực sự là một cái nỗi đau vì việc gia công rất là khó khăn và cái số lượng bản in của chúng ta thấp, cho nên việc sử dụng tay nó lại rẻ hơn dùng máy. Các đơn vị xuất bản đều không thể nào mà đặt ra một cái lượng bản in cao để có thể dùng máy, hay là có một đơn vị nào đấy nghiên cứu ra một cái máy để chúng tôi có thể làm thay công việc của người thợ in bây giờ. Đấy, dạ. Thì đấy là một cái tôi rất là chia sẻ với chị Ngọc. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã có những cái giây phút vượt qua chính mình và hạnh phúc khi chúng ta đạt được những cái thành tựu nhất định. Và trong đó cả quá trình đấy tặng cho chúng ta món quà là những kỷ niệm rất là vui. Thì xin mời anh Thạch có thể chia sẻ một vài những cái kỷ niệm mà các anh có được trong quá trình làm sách nói. Có một cái kỷ niệm là khi mà thu âm cái quyển Một Thoáng Ta Rực Rỡ Nhân Gian của Ocean Vương, thì hợp tác với Nhã Nam của anh Minh á, thì cái bạn diễn đọc cái ngày hôm đó thì đọc tới một cái đoạn quá xúc động, có thể là bạn nó khóc luôn ngay trong phòng thu và không thu được nữa. Cảm xúc của cái người diễn đọc nó được truyền tải vào cái quyển sách đó rất là nhiều, cho nên nó là thật ra là mỗi lần mà thu thì đều phải chuẩn bị rất là kỹ về cảm xúc của nhân vật, về giọng văn đó là nó dò dịch theo nam hay nữ, già hay trẻ, miền Nam hay miền Bắc, để có thể tìm được những cái giọng nó khớp vô. Thì đó là một trong số những cái kỷ niệm vui và cũng thể hiện cho mọi người thấy là thật ra làm sách nói nó cũng có những cái công phu để có thể giữ chân người dùng, chứ không chỉ đơn giản là sách có cái gì đọc lên là như vậy. Tại vì và cũng mọi người cũng hay nói vui với nhau giữa các bạn đồng sáng lập công ty này với nhau, tại vì cũng là startup thì mới nói là đã là đồng sáng lập của một cái công ty khởi nghiệp rồi thì cái gì làm cũng được hết, nhưng mà mình cũng hay nói không có một cái làm được, không có đi vô phòng thu để đọc sách được, tại vì nó quá là khó đi. Và tôi nghĩ rằng câu chuyện của ba anh chị vừa là câu chuyện riêng nhưng cũng vừa là câu chuyện chung của những người đang nỗ lực làm cho đời sống xuất bản, đời sống văn hóa đọc của Việt Nam thì ngày càng phong phú hơn. Và thưa quý vị, qua phần trò chuyện vừa rồi chúng ta thấy sách đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Và thực ra thì không phải là đến bây giờ chúng ta mới đề cao vai trò của sách, không phải đến khi công nghệ phát triển chúng ta mới có những sự đổi mới. Người xưa trọng sách và viết sách cũng để đem lại những thay đổi để tôn vinh giá trị của dân tộc. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.